Ok, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Hello, em xin thân mến chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay thì em sẽ làm một cái video giới thiệu cho mọi người về một cái cách mà khắc phục cái máy nó bị nóng máy các bác. Đó thì vừa rồi thì cái máy của em nó là con máy xúc MAT50-2E các bác nhé. Thì là vừa mới làm lại động cơ cũng như là làm lại bơm rồi, nhưng mà khi trong cái quá trình mình đi làm nó nóng quá, nóng lúc nào nhiệt độ nó cũng sôi nước rồi. Anh em xem một vài video trước của mình thì sẽ thấy đấy, sôi nước gần như là không làm được, thùng ngục trong két luôn. Thì vừa rồi mình vừa mới có một cái cải tiến này, thì hôm nay thì bây giờ là mình chưa đi làm các bác nhé. Thì bây giờ mình sẽ quay cái chi tiết của nó trước, xong rồi lát nữa đi làm thì mình sẽ quay lại cái lúc làm và xem cái nhiệt độ nó là bao nhiêu. Bởi vì hôm nay thời tiết thì nó rất là nắng, bây giờ nó đang hiện tại bây giờ nó phải khoảng 35 đến 40 độ cơ. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay trước khi nó nổ, trước khi nó đi làm các bác nhé. Thì hôm trước thì mình cứ nghĩ nó là bị hỏng cái đồng hồ này. Đây vẫn cái đồng hồ cũ hôm trước mình có quay cho các bác này, 109 độ máy vẫn sôi, máy nó cứ sôi nước trong nha các bác nhá. Nhưng mà bây giờ hiện tại là chưa làm. Đó, bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái két này cũng như là lát nữa thì mình sẽ lên nổ máy và mình làm. Xong mình sẽ quay cái nhiệt độ của nó trong cái quá trình nó khoảng độ 15 20 phút xem nó lên bao nhiêu nha các bác nhá. Đó thì bây giờ hiện tại bây giờ cái két này nó là một cái két của cái két ô tô. Cái này nó là két ô tô thì nó ở trong này thì nó vẫn có một két, nhưng mà bây giờ mình giới thiệu trên này trước, lát nữa sẽ xuống dưới kia sau. Thì vừa rồi thì mình vừa mới chế, đây là cái đường bơm từ động cơ, nó sẽ bơm từ dưới kia lên đến đây. Cái ống này nó là ống 34 các bác nhá. Đó, hai cái ống này nó đều là ống 34 và mình chế đấy. Cái két này về lúc đầu là nó thẳng ở đây, nhưng mà bây giờ về mình không để thẳng nữa các bác ạ. Đó, mình đi mình hàn lấy một cái cút nó vuông ở đây này. Hôm trước mình hàn một cái cút vuông ở đây này. Lúc đầu nó thẳng ở đây thôi. Thẳng ở đây thôi, nhưng mà bây giờ mình đi hàn cái này bằng đồng. Hàn đi ra thợ hàn hơi ấy, người ta hàn nó làm cái cút nó vuông vuông ở đây. Xong mình để lúc mình lật cái nắp capo lên này nó không bị mắc vào đây anh em nhá. Đó. Còn cái quá trình sáng nay khi mà mình làm việc ấy thì nhiệt độ nó chỉ lên đến khoảng 80 độ thôi, 80 đến 82 85 độ thôi. Đó. Thì cái này thì nó chạy bằng cái cánh quạt độc lập đấy anh em nhá. Đây mình bật chìa khóa lên cho anh em này. Đấy, bật chìa khóa lên thì đồng hồ nó lên này. Bây giờ đang là 49 độ này đây anh em nhìn không? 49 độ nhá. Đó. Thì bây giờ mình bật cái này lên thì cái cánh quạt này nó sẽ quay. Đây là cái át để mình gắn vào đây khi mà buổi sáng làm ấy thì nó nguội, mình không cần bật, tức là không cần phải bật đâu, bởi vì bây giờ nó đang có 10 lít nước ở trong cái động cơ này, cho nên là nó sẽ rất là khó để mà sôi hết được 10 cái lít nước này. Đấy, nó sẽ sôi nếu ngày xưa nó là một két thì nó sẽ sôi ấy thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đội camera đầu xong mình lấy cái này lên cho anh nhỉ. À, lúc nãy mình chưa tắt cái bơm điện. Đây mình tắt cái bơm điện đi, vì máy của mình nó là chạy bằng bơm điện rồi. Đây, cái hệ thống của nó thì nó vẫn như cũ. Đây mình bỏ cái ống hơi này lên nhá. Nó vẫn như cũ. Đây là cái bơm nước các bác nhá. Đây là cái bơm nước từ động cơ ra mà nó ăn của cái trục này ra đây này. Nó chạy bằng buli đây này, buli của cái kia vào củ phát này. Đây là buli ở bên ngoài này là cánh quạt, tức là cái bộ phận này nó rời. Còn trục cơ của nó là ở tít dưới kia coi nhá, trục cơ của cái bên dưới trục cam của cái động cơ ấy, nó là tít dưới kia, nó ăn dây loa lên đây. Thì cái đường này ấy, cái đường bơm nước này này là mình đấu thẳng lên. Anh em có lúc nãy nghĩ mình thấy mà có cái ống 34 không? Đó, mình đấu thẳng lên đây. Cái cút này các bác cũng chế cho nó thẳng lên nhá. Lúc đầu nó ra kia nó thẳng ra đây, xong nó có một ống check nó ăn vào đây. Nhưng mà bây giờ hiện tại mình chế cháo rồi, nó không được nguyên bản nữa. Đây này, cắt một cái lỗ ở cái chỗ sassi kìa anh em thấy không? Đó, xong rồi đưa cái đường đấy nó lên đây. Thì mình lúc đầu mình cũng nghĩ là nó cao như này nó bơm thì nó sẽ không lên đây được, nhưng mà nó vẫn lên bình thường anh em nhá. Anh em cứ ga ở giải máy vòng tua cao nó sẽ lên đây hết và nước nó đùn ở đây mình nhìn thấy luôn. Đó. Chứ không phải là không đâu. Còn cái đường hồi đây. Anh em thấy cái đường hồi đấy không? Cái đường hồi ở dưới đáy của cái két kìa, thì két bây giờ nó cao hơn thì nó sẽ tự động nó chảy xuống, thì mình sẽ lại gắn vào cái đường vào của cái két dưới này. Đó. Cái đường vào của cái két đây này. Đó. Thì bây giờ cái nắp này nó là mình mua một cái nắp mới về cho nó ngon, cho nó xịn vào. Còn mai kia thì mình sẽ lấy một cái đoạn gỗ mình bít cái đầu này vào, bởi vì là nhiều khi áp suất cao nó cũng đủ ở đây, bởi vì áp suất ở trong này nếu mà nước mà nó nóng quá nó sẽ đủ cái lò xo trong cái nắp này này, thì nó sẽ chảy bớt nước ở đây, nhưng mà mai kia mình bít cái này vào là hết. Đó. Còn hệ thống bơm nước ấy thì nó đây, cái ống này thì chạy từ dưới đáy của cái két này. Đó, dưới đáy của cái két này chạy lên đây và đi vào bơm nước này, bơm nước này nó lại hút lên trên kia và cũng vòng tuần hoàn như thế. Còn nước ở trong máy này nó sẽ cứ được tuần hoàn bơm đi liên tục như thế rồi bơm vào. Đó. Nó không có cái gì là khó khăn đâu đấy, anh em nhìn như vậy là anh em biết rồi. Đây đó. Đây không? Đây đi vào đây lại vào bơm nước đây, bơm nước đây nó lại đủ lên đây. Đó. Nó ý một có một bên nó vào cái lốc này, nó vào cái lốc máy này.
xong là mỗi bên thì nó là cái bánh quạt để nó hút đủ lên đây. Nó cứ vòng tuần hoàn như thế. Để anh em nhìn cái két trên này này. Cái két này thì anh em mua ở chỗ của anh em ấy, két ô tô ấy, két mua lại thôi. Như mình đây mua là hơn 1 triệu này. Còn cái quạt này là 1 triệu anh em nhé. Quạt này là Nhật bãi, điện 12V. Đó. Quạt này thì là cực kỳ là uy tín luôn. À đây, mình chưa bật. Mình phải bật cái điện. Cái điện này thì mình sẽ đấu trực tiếp vào ổ khóa để cho nó có cầu trì. Nó sẽ đảm bảo hơn là anh em đi đấu tắt. Cái những cái đường này là mình đấu để vào quạt thì mình sẽ để đấu bằng ấy thôi. Mình đấu bằng dây nhỏ thôi, nhưng mà riêng cái quạt điện này mình phải đấu bằng dây to mà chạy bằng áp đây luôn này anh em này. Đó, bây giờ mình sẽ nổ nó lên. Đây anh em nhìn này. 49 độ. Hôm trước thì anh em cứ hay bảo là nó bị sai đồng hồ, nhưng không phải nhá. Mình làm cái két này vào là nó lên, bây giờ nó đang ở cái dòng nhiệt độ nó là khoảng độ, đây mình quay nó ra đây, gà nó lên một tí đây. Con này thì mình cũng đã chế cháo nhiều rồi, quay nó ra đây cho nó dâm nhé. Đấy, khi mà làm việc như thế này, đây mình nổ một lúc thì nó vẫn cứ là 49 thôi, nhưng mà luôn lát nữa mình làm thời tiết nó nóng như này nó sẽ lên đấy. Thì mình bật cái quạt này lên. Đấy, cái quạt này thì nó hút gió rất là mạnh. Đấy, như cái chỗ này mình bịt vào nữa thì nó thổi sang bên kia thì nó ra rất là nhiều luôn. Đấy. Thì anh em nếu mà không có cái quạt này ấy, thì các bác có thể là liên hệ với mình nhá. Cái quạt này nó chỉ có hơn 1 triệu thôi. Nếu mà tính cả ship nữa là nó hơn 1 triệu anh em nhá. Cái quạt này là quạt Nhật bãi. Thì bây giờ thì là nếu mà anh em ở gần thì còn bảo hành được, anh em ở xa thì mình nghĩ là không bảo hành được. Nhưng mà đồ của mình dùng như thế này này, thì mình lắp vào đây thì hầu như chỗ này thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Cái độ chống nước hay là độ ấy của nó thì nó cũng không, mình nghĩ nó sẽ không hỏng nữa đâu. Đồ này cũng không phải là đồ mới gì ở hãng hay là ấy ra, thì mình nghĩ là nó sẽ về độ bền hay là ấy thì cũng khó để mà đảm bảo với các bác. Nhưng mà các bác ví dụ chỗ các bác có thì các bác cứ mua làm sao để một cái két nó ôm hết được cái, một cái quạt nó ôm hết được cái két này. Đó, thì nó thổi, cái quạt này nó thổi đằng kia nhá, nó không phải là nó thổi về mình đây đâu, nó thổi thẳng ra đây để nó hút cái hơi gió ở đây vào. Thì cái người của mình ấy thì là khi mà bật lên này thì nó hút gió ở đây vào thì mình cũng có mát, nhưng mà mỗi cái là nó hơi ồn một tí thôi. Đó. Thì bây giờ chờ một lát nữa các bác kỹ thuật ở đây bác ấy đến ấy, thì mình sẽ làm cho anh em xem. Đây mình bật lúc nãy là 49 độ anh em nhé. Đấy 49 độ thì mà mình bật đây, mình bật cái điều cái này lên cho anh em một lúc này. Mình bật lên khoảng độ vài phút thôi, vài phút cho anh em nhìn thấy cái nhiệt độ của cái này nó sẽ giảm đi. Bởi vì là cái quạt điện này nó quay, nó làm mát của cái két này nó rất là tốt luôn. Đấy, một lát nữa xem nó xuống nào. Khi mà bật cái quạt này lên ấy thì cái dòng điện mà nó ăn ở bình nó ăn rất lớn. Khi mà mình không bật thì nó sẽ lên 13V. Đấy là cái củ phát nó ăn nạp vào bình ấy. Còn khi mà mình bật lên nó ăn đi mất mấy vôn này, bây giờ còn có 12 thôi. 12V với lại 11V9 này này. Tức là cái bây giờ cái củ phát đang nạp rất là kém. Thì mình nghĩ là sau này là mình phải đấu cái quạt này ăn thẳng vào củ phát thôi, để cho nó không ăn điện nhiều quá. Bởi vì vào bình kia là nó ăn điện nhiều quá. Đấy, bây giờ nó còn xuống 11V9 này. Lúc nào mà anh em tắt cái quạt này đi mà nó xuống dưới 12V là củ phát nó chết anh em nhé. Củ phát nó chết nó sẽ xuống dưới 12V. Còn khi mà tắt đi này nó lên 13V này. Tắt đi như này nó lên 13V này. Thì như thế này là cái bình nó vẫn còn nguyên, nó vẫn còn hoạt động tốt này. Cái đoạn này nó hơi mờ một tí thì nó hơi chói hay sao. Đây đây, như này. Đây đây như này anh em thấy không, 13.9V này. Bỏ ra như này thì nhìn có vẻ hơi khó nhỉ. Lúc nãy bạn định làm một cái video để ấy nữa. Đây mình tắt quạt đi cái lên 49 độ này, bật nhá. Bật rồi. Một lát nữa xem nó có xuống không. Nói chung là mình không làm thì nó quạt điện nó chạy thì nó cũng sẽ giảm cái này đi. Đấy, nhưng mà ví dụ lúc mình làm nhá là mình sẽ bật lên thì nhiệt độ nó trung bình nó sẽ rơi vào khoảng độ 80-90 độ. Lát nữa khi mà làm mình sẽ quay cho anh em. Anh em chờ mình trong giây lát nhá. Buồn một tí anh em à, bởi vì chiều nay thì mình lại không có việc để làm rồi. Bây giờ là không chưa có video để làm để test cho anh em rồi. Đó thì bây giờ mình đánh máy trong đây cất thì lại hẹn các bác vào cái video sau thôi. Đây 50 độ này. Hẹn các bác vào video sau thì mình sẽ
quay tiếp thôi. Đây quạt chân chưa bật. Nói chung mình đánh máy trong đây cất để cho mai chỗ này người ta đổ bê tông nữa bác, nó đỡ mắc. Để cái cầu mình để vuông góc như này, sau này mình kiểm tra thủy lực hay là kiểm tra thủy lực hay là kiểm tra các cái cái phần độ thiếu độ ấy của thủy lực ấy, nó có còn đủ hay không, anh em cứ để vuông như này nhá. Đó. Đây lại giới thiệu lại anh em chút này. Đây. Bơm chính thì lên trên đỉnh két nhá. Bơm chính này, bơm chính để nó thổi lên đỉnh két, còn cái đường ở dưới cùng này nó lại vào cái đỉnh nắp của cái két phụ này. Đấy, anh em cứ chế đi, mua ống 34 về. Ống 34 sẽ đút được luôn vào cái két này nhá, không phải chế nhá. Còn cái ống này sẽ phải chế này. Ống này anh em đi chế cho em một cái, mua một cái ống 34 này về xong anh em kiếm một cái ống nhôm hoặc ống đồng gì đó. Đi ra cái quán Hà Nội người ta sẽ có. Còn cái phần trên này anh em mua cái cút này thì một là anh em chế, hai là anh em đi ra quán phụ tùng của máy xúc ấy nó cũng có cho anh em nhá. Đây, cái này này có đấy, đoạn khẩu này, nhưng mà ở trên này ý là nó không mắc vào cái này đâu, không mắc vào cái này, chỉ mấy chục nghìn thôi, anh em đi mua về là có ngay, ok. Thôi xin chào tất cả mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Anh em có gì thắc mắc thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua cái số điện thoại mình để dưới phần mô tả video nhá, ok.